còn năm nữa. Hai nhận anh. Ở đây ăn ngon không? Không. Nhà anh bên đây ăn ngon không? Hả? Ăn hả? Bữa nay nhà anh ăn có ngon không? Hả? Ngon ngon. Ngon. Ngon lắm. Ai mình ăn hết chưa? Để mình xúc cho mày coi đi. Đó, nhà anh mâm mâm hả? Ngon ngon. Nhà anh ngon ngon. Vegan xúc ăn cho mẹ đi. Xúc vô. Nhà anh ơi, nhà anh, nhà anh. Măng măng, nhâm nhâm. Chắc là không thấy, không biết mình làm ai. Nhâm nhâm nhâm. Ui dạ. Cái làm gì đó. Hả? Nè, cái xin muốn lên ngồi không? Không muốn lên ngồi không? Hả? Lên ngồi hả? Hả? Hai đợt chở em đi đâu đó? Hả? Đi mó. Con ơi, nó chở em đi chơi đâu đây? Nè, không có đãi chị, cái thằng nhặt anh nó nô 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 hư quá. Thấy chưa, thấy chưa ghê không? Sợ sự lắm. Cũng bị cha mà làm xong cái la cái làm dây năm cười. Ngồi lên đó rồi nhai nuốt lại đi. Đây còn hai chị em kia. Nè anh Tư chở chị ba với em đi chơi ở đâu vậy? Mấy anh đi chăn anh lại đây chơi nè, chăn anh ơi. Việt Anh nhìn mẹ nè, nhìn mẹ này Việt Anh. Ôi trời, vậy đó, dữ dội không? Xin chào mọi người. Hôm nay mình cùng dọn dẹp ba cái chậu ở ngoài gara và trang trí cây thông Giáng sinh nhỏ nhỏ. Chào đón mùa Giáng sinh về nha. Thời tiết hôm nay nắng cũng khoảng 45 độ ấy. Không biết nổi lạnh. Xe xe lạnh. Mặc 2-3 lớp áo vô. Ra ngoài nè. Cái cây này là cây thủy trúc. Bác Ngà nói là cây thủy trúc. Cái gì vậy? Của cái cỏ. Thôi mình năm năm không trồng cây này nữa. Mà cây này sao nó không có trồng bông đâu mày. Nó chiếm hết cái đất rồi. Cút hết vẻ đó bự, nứt bự.
Sắp hồi sáng đi nhà thờ nó không còn nguyên cái trái, bây giờ về con sắp nó ăn à, với sợ không nó ăn hai trái rồi, giờ này là trái thứ nhì á, khiếp với sợ không. Được một củ hoa lan, trồng mấy dây hoa lan vậy thôi. Cái này nó hết rồi đi, tại vì bốn cái em đào không sẵn sẵn đó, đem vô đó. Đếm đi, anh em đếm đi mà quay cho quánh sợ tí hay xem nữa, có tám sếp
6 gì nữa? 6 7 2 9 5 1 2 3 5 6 Ok, anh không muốn nói nữa, thôi mà tắt nha. Thì sao? Bye bye đi. Bye. So I love you. I love you very much. Ok, mì gió đi. Bữa nay đếm tới 10 ha, 1 tới 10 được rồi ha. Rồi, bye bye.